Hi, welcome to my channel. Today, hôm nay chúng ta sẽ học về bảng chữ cái tiếng Anh các em nhé. Các em xem xong nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh cho cô nha. Đây là chữ gì? Đây là chữ A. Chữ A chúng ta đọc tiếng Anh là gì các em? A alligator. A. Đây là chữ B. Trong tiếng Anh chúng ta đọc là B. 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 Bear. Bear. Bear có nghĩa là con gấu nha các em. Đây là chữ C. Trong tiếng Anh chúng ta đọc là C. 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 Đây là chữ D. Trong tiếng Anh đọc là D. 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 Trophy. Trophy. Đây là chữ E trong tiếng Việt. Và trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là E. E. Elephant. Elephant. Elephant có nghĩa là con voi nha các em. Đây là chữ F trong tiếng Anh. Trong tiếng Việt mình sẽ không có chữ F nha các em. Chữ này đọc là F. F. Fish. Fish. Đây là chữ G trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh sẽ đọc là G. G. Giraffe. 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 Đây là chữ H trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là H. Hippo. 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 Hippo có nghĩa là con hà mã nha các em. Đây là chữ Y trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh sẽ đọc là I. I. Igloo. Igloo. Igloo có nghĩa là cái lều trại nha các em. Đây là chữ J. J. Juice. 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 Trong tiếng Việt sẽ không có chữ này nha các em. Đây là chữ K trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là K. 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 Kangaroo. Kite. Kite. Kite là con diều. Đây chữ L trong tiếng Việt, nhưng trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là L. 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 Lion. Lion. Lion có nghĩa là con sư tử nha các em. Đây là chữ M trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là M. M. Monkey. Monkey. Monkey có nghĩa là con khỉ. Đây là chữ N trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là N. 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 Nurse. 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 Có nghĩa là y tá nha các em. Đây là chữ O trong tiếng Việt. Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là O. 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 Ao có nghĩa là con cú nha các bạn. B trong tiếng Việt là P. Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là P. P. Âm này mình sẽ bật lên cho các em. P. Python. 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 Python có nghĩa là con trăn. Trong tiếng Việt chữ này có nghĩa là quạt cu. Trong tiếng Anh chúng sẽ được đọc là kill. 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 Queen. Queen.
queen. Queen có nghĩa là nữ hoàng nha các em. Đây là chữ R trong tiếng Việt. Vậy thì tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là O. O. Nó giống như là chữ O nhưng mà mình cong lưỡi lên đó các em. O. O. Rabbit. 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 Rabbit có nghĩa là con à. Con thỏ nha các em. Con thỏ. Đây là chữ S trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là S. S. Sunflower. Sunflower. Sunflower có nghĩa là hoa hướng dương. Hoa hướng dương nha các em. Đây là chữ T trong tiếng Việt. Tiếng Anh sẽ là T. T. Các em nhớ đặt lưỡi chỗ trước răng nha. Tiger. Tiger. Tiger là con hổ nha các em. Chữ U trong tiếng Việt, trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là U. U. Umbrella. Umbrella. Umbrella là cái dù nha các em. Trong tiếng Việt chúng ta sẽ đọc là V. 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 Van. Van. Đây là chữ W. 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 Window. 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 Đây là chữ S trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là X. X. Fox. 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 Đây là chữ Y dài trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh sẽ là Y. Y. Dâu dầu. Dâu dầu. Dâu dầu. Đây là chữ Z. Z. Zebra. 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 Trong tiếng Việt không có chữ này nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ hát lại bài hát ABC song. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.